Cô có mang súng không? Anh Vinh, họ tới rồi. Tao đây. Quê, thằng kia đem cô tới hả? Thì là khốn nạn, mua cô đến đây tặng tao. Mày có biết tao là ai sao? Lần này tụi mày chạy không thoát đâu. Thằng Đỗ Văn Tùng, tao chờ mày lâu rồi. Lại đây, lại đây, lại đi. Tao cho một bàn mặt chữ với mày. Lại đây mà lên. Mày đến đây đi. Tao sẽ chơi một bàn mặt chữ với mày hả? À, nè, lại đây. Quê, nè, nhóc con, đi đâu? Kita đánh giày. Đại tam nguyên tối nay không đánh giày. Đi ra, đi ra. Đồ ăn mày, cút đi. Cái chỗ này không phải là chỗ cho mày tới đâu. Tao với mày chơi bài, có ai lớn hơn? Sáu dạng. Tới phiên mày rồi. Mày chỉ lấy được con bốn vàng. Con mẹ mày, tới đây muốn tìm chết hả? Coi mày chạy đi đâu. Xin lỗi nha, bữa nay mày thật xui xẻo đó. Tổ cha mày, khốn nạn, dám chống tao hả? Mày còn nhớ hay không, ai là người nuôi mày lớn hả? Mẹ mày, mày biết không, ở xã Bắc này ai là đại long đầu hả? Thằng Siêu là em ruột của tao, mày cũng dám cả gan đánh nó, mày không muốn sống nữa hả? Đồ khốn nạn, mày là đồ ngu như lợn. Mẹ cái gì mà lỡ chứ, tao phải đánh chết mày. Con mẹ mày, lật bay, lật bay, đồ chó đẻ, lật bay đây, mở ra. Lẹ lên. À, nó lấy được cái bằng nhất dạng. Đừng, đừng chặt tay của tôi. Đừng nha. Đừng chặt tay của tôi, đừng. Chết mẹ mày đi. Chết đi. Thằng chó đẻ, chết mẹ mày đi. Ah!
Ai đánh lộn? Ai đánh ở đây? Cả người định đã chưa? Hả? Tới vùng tường bộ. Đi, đi, bỏ lên, bỏ lên, mau. Đi, đi, mau, bỏ lên, mau. Quầy, không phải sợ tuần bộ các người đâu nha. Nói bắt người là bắt được đâu. Ê, ông chủ chù, ông đừng có hiểu lầm. Tôi không phải tới bắt ngày nào hết. Là chú Lưu gọi chúng tôi tới đây ăn thịt cua thôi. Nè, 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 thịt cua còn như vậy á, ăn xong rồi mới bàn đi hả? Chú Lưu, chú đã lâu không tới Đại Tam Nguyên. Ông Phùng vẫn mạnh chứ hả? Ông chủ chù, bộ ông còn nhớ ông Phùng sao? Tôi làm sao mà quên được ông Phùng? Nhưng mà tụi ông ở đây giết chết đại ca Vinh. Nếu như bàn giao búa bắt tôi đền mạng, thì tôi làm sao đây? Chú biết mà, tủ lầu của chúng tôi chỉ là chỗ để dùng trà ăn cơm thôi. Nếu như có chuyện gì, ông không bình giật bàn giao búa thì được rồi. Định lực tôi sẽ dẫn về. Sau này có chuyện gì, tụi tôi sẽ ra mặt. Anh Tư, phòng tuần bộ định làm sao? Có chuyện sao? Đâu có. Tôi kêu đàn em ở lau chùi sạch sẽ rồi. Hả? Đâu có xảy ra chuyện gì chứ. Đinh Lực, về sau này địa bàn của ban giao búa thuộc về anh. Nếu có chuyện gì tôi sẽ ủng hộ anh. Để coi cái thằng siêu lùng còn dùng giấy được bao lâu. Ê, đi về nha, kỳ sau gặp lại hả? Đây. Đi đi. Sau này toàn bộ thùng phân của Thượng Hải đều do mình đổ thì lịch sử biết mấy. Sẽ phát tài. Mau đổ phân đi, mau đổ phân mà lên, đổ phân, đổ phân mà lên, đổ phân. Tôi nghĩ là sau này Thượng Hải có cái gì thì hai đứa mình sẽ chia nhau mỗi người phân nữa. Đối với Thượng Hải, tôi chẳng qua là khách qua đường. Tôi làm xong những chuyện phải làm thì tôi sẽ ra đi. Chờ sau này rồi hãy nói. Biết đâu chừng sau này xảy ra chuyện gì anh không nỡ bỏ đi thì sao? Hai. Chào cô Lê Văn. Cảm ơn cô. Hey. Những kiểu quà như vậy trước nay tôi chưa từng làm đâu. Sao? Thời cơ đã tới rồi, tôi lên tiếng cổ sẽ chịu mà. À, bữa nay uống thì là đã quá quá uống phê luôn à, đã thiệt rồi.
cái dạng này ở đâu về vậy? Để mau, để mau, bỏ lên, bỏ lên. À, tạm biệt tạm biệt nha. Bye bye. Tôi là một người làm việc hợp tình hợp lý, không cần biết phép tắc gì. Anh giết chết đại ca Dinh, sau đó giết chết ông chủ Chu, luôn cả sở trưởng Dương bắt đầu lậu, anh cũng không tha. Anh muốn gì nữa đây hả? Lúc mà tôi còn nhỏ, tôi có một hoài bão. Tôi không thể phụ đời sống của mình, và tôi muốn được một việc quý nhất ở Thượng Hải. Tôi tự nói với mình là khi tôi có địa vị và có tiền thì tôi sẽ xin cưới cổ. Tôi muốn làm rể của ông. Anh bạn này mở miệng ra là muốn lấy món đồ quý giá nhất của tôi. Tôi nghĩ nếu như ông Phùng đây không phản đối, chắc là không có vấn đề gì. Có lòng tin vậy à? Nè, Đinh Lực, việc làm ăn của tôi có một người bạn rất quan trọng. Tôi muốn anh thay mặt tôi đi gặp ổng, đôi bên trao đổi ý kiến. Sau đó thì anh trở về báo lại cho tôi biết. Vì cái việc này đối với tôi rất quan trọng. Anh hiểu tôi nói gì chưa? Ông kêu thì tôi nhất định sẽ đi. Cái rạp cine này anh đã mua rồi, sau này em muốn tới câu giờ nào cũng được. Anh muốn mở thêm một công ty điện ảnh để mà quay hết tất cả đời sống của em, quay anh và quay em, quay cả gia đình của mình và con cái của mình nữa. Trinh à, em đừng sợ. Anh đã có nói với ba của em, sau này ông sẽ chấp nhận cho mình sống chung với nhau. Xin lỗi, anh hãy cho tôi thời gian, tôi sẽ giải thích chuyện này với anh.